cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ông về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ qua.